thế nào. Sao quá, mùi bơ thơm quá. Mùi xin mẹ làm hả? Nhìn hấp dẫn chưa? Rồi mình để đây nha. Giờ ta làm bánh mì đã. Cắt bánh mì ra hình vuông thế này. Rồi. Đây nữa nha. Đang xong rồi. Mình cho bơ vào đấy nha. Chú Bi ơi, chú Bi sang đây con, sang đây. Đi qua đây, qua đây, qua đây, qua đây thì để lên nóng nào. Ngồi đây. Mẹ chả bánh mì vào thơm quá, mùi bơ thơm quá. Cứ hỏi xem mẹ làm hả? Rồi được rồi, mình sẽ cho bánh mì vào này. Wow, nhìn ngon quá. Rồi bây giờ cho nó chín một tí nào. Bi ơi, ngày sau mà này. Ê, nhìn ngon không? Ngon chưa? Thì mình lấy cho cô Bi ăn nhé. Giỏi. Lấy cho cô Bi ăn nhé. Nào. À, thơm quá. Wow.